nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lồng không phủ kín công cha. Công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ thì như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu với là đầu con. Xin chào tất cả mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình có mặt tại bản Hùng Thắng, xã Đơn Phục để ghi hình đám cưới mọi người. Đây này, và có dân bản này. Mọi người về ghi hình đám cưới rất đông. Nhà đảo chủ dưới kia rất đông mọi người. Đường vào nhà thì hơi chật hẹp. Ông Hoàng được đại diện cho trường đoàn của gia nhỏ này cũng chưa hề mời
mời sân khấu nhà tình yêu để có đôi lời phát biểu trong ngày trọng đại hôm nay. Và xin mời hai bác trưởng đoàn sẽ di chuyển lên sân khấu. Xin cả chân đồng mời hai bác trưởng đoàn chúng ta sẽ di chuyển lên sân khấu. Kính thưa toàn thể hội hôn kính mến, và lần đầu tiên cho phép tôi được thay mặt cho trung tâm tổ chức chương trình tiệc cưới Tâm Thu thay lời cho đại gia đình nhỏ ấy, đặc biệt là đến lời cho cô dâu và chú đê, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị quan khách, lời kính chúc sức khỏe và lời chào kính chào nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, và hiện diện trên sân khấu nhờ tình yêu của cô dâu và chú đê chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, tức là ngày 20 tháng 6 năm Quý Mão. Về phía đại gia đình nhỏ ngày chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay, đó Long Vi Văn Du và bà Vi Thị Mạn có địa chỉ Hồng Thắng, Đôn Phục, huyện Nhà, Con Cuông. Rất vui mừng được kết tình thông gia cùng gia đình nhỏ này, đó Long Lê Mạc Dục và bà Nguyễn Thị Ngọ có địa chỉ Bầu Am, Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Một tràng vỗ tay để chúc mừng. Toàn thể quý vị, và để tuổi niềm hạnh phúc của chủ đề mà nàng dâu chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay đã hiện diện trên sân khấu nhỏ tình yêu của cô dâu và chủ đề là hai bác trưởng đoàn bậc cao nhất của hai gia đình cũng đã trở về đây, sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị quan khách đã bất chút thời gian và ngọc yêu thương của mình trở về đây để chung vui sẻ chia với gia đình trong ngày. Và giây phút ở đây xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng hướng về sân khấu nhỏ tình yêu, và chúng ta sẽ đến với những lời phát biểu cảm ơn sâu sắc của bác trưởng đoàn được đại diện cho gia đình nhỏ ngày chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông rất nhiều. Là diệu tính diệu tình, diệu mình hạnh phúc, diệu mình chung đời. Chén rượu mà ban tổ chức chúng tôi dành chọn cho cô dâu và chú đề, nó có một màu hồng pha lẫn với màu đỏ, tượng trưng cho tình yêu của chú đề và nàng dâu, tượng trưng cho hai dòng máu tuôn chảy về một nơi. Chú đề và cô dâu chúng ta uống rượu giao môi để kết nghĩa phu thê trăm năm hạnh phúc. Và chúng ta hãy dành cho cô dâu và chú đề một tràng vỗ tay thật lớn đi. Vâng, rất tuyệt vời. Xin cảm ơn cô dâu và chú đề rất nhiều. Kính thưa toàn thể hồi hôn kính mến, chúng ta đã được chứng kiến chén rượu ra môi của chủ đề và nàng dâu, thì tất cả quý vị chúng ta trở về đây chắc chắn tất cả quý vị chúng ta muốn chứng kiến trọn vẹn tình yêu của chủ đề và nàng dâu sâu sắc hơn nữa, đúng không ạ? Và giây phút ở đây xin được chân trọng kính mời chủ đề hãy hướng mặt vào với cô dâu 35 độ vậy, và cô dâu Vi Lan cũng hướng mặt vào với chủ đề 37 độ 5. Đúng rồi, đó là bờ vai, đúng không ạ? Bờ vai là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô dâu của chúng ta. Trong những ngày mệt mỏi, cô dâu có thể tựa vào bờ vai của chủ đề sẽ xua tan đi những ngày mệt mỏi. Một tình cảm đẹp nhất chủ đề dành cho cô dâu. Và xin được bảo với chủ đề rằng theo quan điểm của anh em ban nhạc thì tôi đã chứng kiến nhiều cặp đôi rất là hoàn hảo. Và chúng ta sẽ đếm từ 20 cho đến 1 thì chủ đề với cô dâu mới được cả buông môi. Và đặc biệt hôn càng lâu, sinh con ra càng khỏe mạnh. Và đặc biệt được có nhiếp ảnh gia, nhà quay phim YouTube sẽ lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất của chủ đề và nàng dâu. Nhạc công ơi, chỉ có bấm 20 lần nha. Và chúng ta sẽ
dành cho các bạn ở chủ đề mất trang vào tay chân lớn như quý vị. Và chúng ta sẽ đếm từ 1 đến 3 thì chủ đề sẽ hôn cô dâu. Và đếm từ 20 cho đến 1 thì chủ đề mới được buông môi cô dâu. Và chúng ta cùng đếm nào. 1 2 3 xin mời hôn nha. 20 hôn nha. Bảo là 20 phút cơ mà. Rồi xin cảm ơn chủ đề rất nhiều. Vâng, rất tuyệt vời. Xin lời cảm ơn sâu sắc đến nụ hôn của chủ đề dành tặng các cô dâu của chúng ta trong buổi trưa hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, thì vừa rồi chúng ta đã được chứng kiến nụ hôn của chủ đề trao cho cô dâu. Ngày xưa ông cha ta thường có câu nói như thế này, đã truyền lại cho muôn đời sau: có đi có lại thì mới toại lòng nhau. Và mong muốn rằng cô dâu sẽ hôn thật lâu để cho nhiếp ảnh chúng tôi lưu lại. 3 2 1 hôn nha. 2 1 Em rất xin cảm ơn cô dâu chủ đề rất nhiều, rất tuyệt vời. Xin kính chúc cho cô dâu và chủ đề chúng ta được chăm sóc tình viên mãn, bắt đầu khi mùa đề. Những phần quà đầu tiên xin được trân trọng kính mời người mẹ tuyệt vời nhất của cô dâu sẽ trao những phần quà cho cô dâu và chủ đề. Vâng, các kính thưa toàn thể hội hôn kính mến, chúng ta đang được chứng kiến trọn vẹn những phần quà đến từ đại gia đình nhỏ gái trao cho cô dâu và chủ đề chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì tất cả quý vị chúng ta đều biết rằng đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ thì như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu với là đầu con. Và những phần quà cười người mẹ người cha trao lại cho người con của mình, cũng thay lời một đời đến người con. Mong con sẽ luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên nhà chồng. Đó là tình cảm muốn nói lên của những người mẹ người cha. Và những giọt nước mắt yêu thương của người mẹ và người con cũng đã tôn trào. Và người con gái tuyệt vời nhất đó là cô dâu Vi Lan, cũng muốn nói lên một câu rằng: cha ơi, mẹ ơi, con yêu cha mẹ nhiều lắm. Cảm ơn cha mẹ đã đưa con đến bến bờ hạnh phúc. Con sẽ luôn ghi nhớ mãi những lời căn dặn, dặn dò âu yếm của cha và mẹ. Con sẽ mang theo cuộc đời của con làm hành trang cho cuộc sống của con về mai sau. Con mong cho bố mẹ sẽ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và dạy theo con đường hạnh phúc của con. Cảm ơn bố và mẹ đã đưa con về với hạnh phúc ngày hôm nay. Và giây phút đến đây xin được trân trọng kính mời phần quà của em trai cô dâu xin trao lại cho người chị và người anh rể của mình. Xin được trân trọng kính mời. Sinh ra và được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc êm ấm, ngày hôm nay người chị của mình cũng đã đủ tuổi trưởng thành, lựa chọn cho mình một con đường mới và tìm cho mình hạnh phúc mới. Người em trai rất vui mừng và sung sướng, không muốn nói gì nhiều, chỉ thay lời cho cô dâu và chú rể qua những phần quà chúc cho anh chị được trăm năm hạnh phúc. Đó là điều mong muốn nhất của em trai. Và xin được trân trọng kính mời phần quà của Mự Hiệp Nhật sẽ trở về với sân khấu để trao những kỷ vật. Xin mời em gái của cô dâu sẽ trao những phần quà cho cô dâu và chú rể. Và chúng ta đang được chứng kiến phần quà của người em gái của cô dâu đang dần dần trao những phần quà cho anh và chị. Cùng thay lời một lời đến anh chị ơi, hãy cùng nắm tay nhau đi hết quãng đường này để cho em được nhìn thấy anh phủ hạnh phúc. Đó là tình cảm đẹp nhất của anh và chị. Em mong muốn rằng tình cảm đó sẽ dành cho anh chị qua những chiếc nhẫn cưới, chiếc nhẫn vàng. Đó là một quà kỷ vật yêu thương nhất của người em trao cho người chị chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sân phút này xin được trân trọng kính mời từ đại gia đình nhỏ này trao cho cô dâu ở chủ đề. Xin được trân trọng kính mời bố và mẹ chủ đề sẽ trao những kỷ vật ý nghĩa nhất, những phần quà đặc biệt cho cô dâu ở chủ đề. Xin được trân trọng kính mời. Thưa toàn thể quý vị, chúng ta đang được chứng kiến những phần quà đến từ đại gia đình nhỏ này trao cho cô dâu và chủ đề. Một phần quà rất là đặc biệt, một phần quà rất là ý nghĩa bằng vật chất. Mong muốn rằng phần quà này sẽ giúp cho cô dâu và chủ đề chúng ta mạnh khỏe, hạnh phúc hơn, đặc biệt trong cuộc sống sẽ luôn yêu thương nhau. Đó là tình cảm mong muốn của hai bên gia đình dành cho cô dâu và chủ đề. Vâng, rất tuyệt vời. Cho nhau thiên mặn hương nồng, cho nhau hồng
Phương Anh xin được trân trọng kính mời phần quà của em Nhân sẽ tiếp tục trao cho chủ đề và nàng dâu. Vâng, chúng ta đang được chứng kiến phần quà của hai em trao cho cô dâu và chủ đề đến từ đại gia đình nhà Hoàng hôm nay. Xin được trân trọng kính mời phần quà của em Phương sẽ trao cho người chị dù tuyệt vời nhất của mình. Vâng, rất tuyệt vời. Xin lời cảm ơn đến phần quà của hai gia đình. Chúng ta sẽ đứng lại sát cạnh cô dâu và chú rể để chúng ta cùng chụp ảnh lưu niệm, lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất của chú rể và nàng dâu.